Hồi nãy giờ Hà Thanh Xuân thấy là có đơn ca rất là nhiều rồi. Quý vị có muốn Hà Thanh Xuân hát song ca không ạ? Mà quý vị biết song ca với ai không ạ? Quý vị biết không ạ? Dạ em không nghe rõ, nếu mà quý vị la lớn lên một cái thì tự nhiên trên sân khấu có người xuất hiện liền à. Quý vị biết ai không ạ? Yeah. Và người tình không bao giờ đụng, chỉ có ở trên DVD mà thôi. Một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Đăng Nguyên. Thưa quý vị, Đăng Nguyên xin gửi lời chào thương thương nhất đến tất cả quý vị có mặt trong hôm nay. Quý vị có khỏe không? Trời ơi sao không vậy? Đầu năm mà sao không khỏe vậy quý vị? Các nhà của Houston dễ thương quá à. Em đâu rồi? Anh ơi em đây nè. Người vợ chưa cưới của anh. Em đây. Anh ơi đỡ. Để anh đỡ cho. Đầu năm thì Đăng Nguyên xin kính chúc cho tất cả quý vị có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài, và gia đình thì luôn luôn hạnh phúc. Sau đây thì Đăng Nguyên và Hà Thanh Xuân xin gửi đến quý vị với một nhạc phẩm rất là dễ thương của nhạc sĩ Anh Bằng. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Đời. Thank you. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Đăng Nguyên được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắn đến.
Anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối. Sure.